Một hồi ông Yogi ta lại ra lên luôn. Đây Vegas tao chỉ mày nè. Mày mày đợi ông Can với ông Yogi on á, mày gạch xe lên mày nói là tất cả Alibiso đu ti gạch xô gì, xô cái gì mà để cho thấy cái hiện mà cái xô cái ghét đó mày cứ tầm 15 phút mày bấm cái, tầm 15 phút bấm cái, tầm 15 phút bấm một cái. Mày kệ mấy nó nói kim nó mày lên giọng hay sao mày cứ làm. Cái đó nó nhìn vô để cái con của mày không nữa. Tôi chỉ mày là Vegas mà không mà nói thiệt chứ bữa nhém 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 xíu thằng Nguyễn Thanh An lên admin à. Sao? Bữa đó là tao mới lên. Cái hồi ông Yagi ông gặp W tao. Thấy 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 thằng đó làm được không? Chắc ông biết tao với mày Nguyễn Thanh An sẽ không. chung. Cái xong cái tao hỏi ai anh? Cái ông mới nói Nguyễn Thanh An, cái tao nói được được. Cái ông nói ừ rồi tao nói kỳ này Nguyễn Thanh An lên admin rồi ai gì không có mà tao không biết sao tự nhiên ông như vậy ông mắc tao luôn ông tính theo cái